Vâng, gửi lời chào tới các bác làm cây cũng như các bác làm nông nghiệp nhé. Hôm nay thì nhà em mới rèn xong một cái lô nhíp là những cái dụng cụ làm nông nghiệp. Thì em cũng đăng tải một chút để các bác mà đang quan tâm được biết tới những cái dụng cụ của bên cơ sở em. Thì đầu tiên là quốc tây hôm nay mới rèn xong rất chi là nhiều. Đây thì em bỏ ra hai mẫu cho các bác xem nhé. Đây rất chi là nhiều này. Đây là hai cái mẫu quốc tây, một mẫu nhỡ và một mẫu to. Đấy, bên em còn có mẫu nhỏ hơn nhé. Nhưng hôm nay em bỏ ra hai cái mẫu này là hai cái mẫu mà được các bác quan tâm rất chi là nhiều. Đây là dòng quốc tây bằng nhíp nha các bác nhé. Cái quốc này của bên em thì nó sẽ khác hoàn toàn với những cái quốc bình thường nhé. Bên em làm nhẹ nhàng, nói thật là không dày, nhưng mà rất dễ để cho các bác sử dụng. Đây là các bác này, đây cái độ dày của chiếc quốc nhé. Đấy, bởi vì thấy các bác trong miền Nam cũng đang quan tâm rất chi là nhiều. Thì với cái mẫu quốc tây này, bên cơ sở dụng cụ nông nghiệp bên em nhận ship trên toàn quốc nhé. Các bác mà đang quan tâm tới cái dụng cụ nông nghiệp này, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295 và số điện thoại 0888 636 138. Vào lốt một số điện thoại đó là 0975 531 602. Các bác có thể lưu số điện thoại của em vào để bất kỳ một lúc nào cần cũng có số để alo luôn nhé. Bởi bên cơ sở em thì nhận ship trên toàn quốc. Các bác cứ mua 1, 2, 3 dụng cụ là em sẽ miễn phí ship rồi. Mà các bác không phải lo tiền ship nhé. Sẽ miễn phí ship các bác khi có mua từ 2, 3 sản phẩm dần lên. Kia là cái dầm. Cái dầm này vừa giúp các bác làm nông nghiệp đi dầm cỏ, luống rau này. Có bác thì sử dụng dầm cây làm cây cảnh bonsai các bác sử dụng. Em sẽ có 3 cái mẫu dầm nhé. Như các bác nhìn đây, mẫu dầm cong, mẫu dầm thẳng nó sẽ khác nhau hoàn toàn khi các bác lựa chọn nhé. Cái dầm này là cỡ dầm cỡ đại nhé. Nhà em đang gửi tới các bác là 50.000 đồng trên một chiếc đấy ạ. Đây các bác này, cái dầm này là cái dầm cong, nó sẽ như thế này nhé. Khi các bác mua các bác lưu ý tránh nhầm. Đây là cái dầm thẳng này, 50.000 một chiếc này nha các bác nhé. Các bác cái này thì em không miễn phí ship được, bởi vì cái này các bác là cái dụng cụ đi theo thôi, đi theo cùng với những cái dụng cụ khác thôi. Đây là cái đào cỏ này, cái đào cỏ thép xoắn này, cái này cực kỳ là tốt nhé, chất lượng. Đấy, còn đây là thuồng nhá, thuồng làm nông nghiệp này, thuồng đi rừng này. Đấy, thuồng đào măng, chất liệu nhíp 100% hết nha các bác nhé. Đây em quay cho các bác xem, hàng rất là chuẩn đẹp nhá. Còn đây là dìu, dìu thì em có dìu quấn và dìu đúc đây. Các bác sử dụng cái lưỡi dìu nào thì em sẽ gửi đúng cái dìu đấy tận tay các bác nhé. Đấy, và các bác làm nông nghiệp đang quan tâm tới tất cả những cái dụng cụ của bên cơ sở em, đấy, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào cái quả chuông, để mỗi một video em đăng tải về một sản phẩm nào thì các bác sẽ nhận ngay được những cái thông báo về cái sản phẩm của bên em. Đây là quốc bướm này. Quốc bướm này em có 3 kích cỡ nhé, một nhỡ, một to, một bé. Hôm nay em bỏ đây cỡ nhỡ này, đây cỡ to. Đấy, tùy thuộc theo các bác dùng cỡ nào. Còn đây là cái móc nhãn, cái chàng nhé, gọi là cái chàng da chuối. Đấy, và đây là quốc lưỡi gà này, quốc lưỡi gà thép nhíp nhé các bác nhé. Quốc chim, quốc chim này em sẽ có hai loại nhé, để cho các bác lựa chọn này. Đấy, quốc chim này, quốc chim truyền thống này, hàng truyền thống đúc này. Quốc chim nhé, rất chi là sắc bén đấy các bác ạ. Lưỡi này, lưỡi này, lưỡi lưỡi quốc này, lưỡi này, lưỡi chặt rễ này, chặt rễ cây này. Đấy, còn cái này thì bản nó sẽ to hơn nhé. Cái này này các bác này, một bên là lưỡi dìu này, một bên là lưỡi quốc này. Lưỡi quốc này sẽ to hơn nhé, lưỡi quốc này sẽ đắt hơn đấy. Đấy, thì với cái chất liệu nhíp này thì các bác đang cần tới cái dụng cụ nào, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua ba đầu số điện thoại em nói đây các bác nhé. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác theo địa chỉ của bạn các bác gửi. Và các bác mà đang quan tâm tới cái dụng cụ này, các bác hãy liên hệ trực tiếp luôn, hoặc để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Và các bác mà đang quan tâm tới cái dụng cụ này nhé, các bác mà có Zalo, các bác hãy chụp ảnh màn hình vào, gửi lại cho em. Và khoanh vùng ở từng mẫu, em sẽ tư vấn các bác về tất cả các mẫu của bên cơ sở em. Đấy, còn những bác trẻ thì các bác biết Zalo rất là nhiều. Hãy kết bạn với em qua đầu số điện thoại 0869 054 295 hoặc số điện thoại 0888 636 138. Đấy là hai số điện thoại để em tư vấn qua bác Zalo nhé, qua Zalo và gọi điện trực tiếp. Ở đây thì em xin kết thúc cái video ngắn này đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.